dòng sông Đuống, qua cây cầu Hồ khoảng hơn 1.000 mét, phía hữu ngạn sông là thôn Thượng Trì thân yêu, được bao bọc bởi muôn vàn cây trái tỏa bóng mát sum suê. Và kia, ngôi nhà thờ họ Nguyễn Bá sừng sững, oai phong theo năm tháng thời gian, đang soi mình bên dòng sông đầy kỷ niệm. Dòng họ Nguyễn Bá là một trong các tộc họ định cư lâu đời tại thôn Thượng Trì. Hàng trăm năm trước, bên dòng sông Đuống, thôn Thượng Trì với gần 10 dòng họ cùng chung sống, trải qua bao biến động thăng trầm của lịch sử và sự khắc nghiệt của thời gian. Từ một ngôi làng bên dòng sông Đuống ngày nay đã phát triển thành hai thôn với sự phát triển nhanh, mạnh cả về cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở đời sống xã hội và con người ngày càng hưng thịnh. Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được nâng cao. Việc xây dựng nhà thờ họ càng được chú trọng hơn, bởi nhà thờ họ là thế giới thu nhỏ của các vị tiền nhân thủy tổ trong một gia tộc, nơi hội tụ hồn thiêng dòng tộc, gia tộc, nơi con cháu hướng nhìn hàng ngày, cảm nhận được sự ấm áp gần gũi của cha ông đang dõi theo mọi việc làm của con cháu, để ngăn ngừa điều dữ, phù hộ độ trì mọi việc được hanh thông an thái. Nhờ tin tổ anh linh phù hộ, đưa cháu con tiến bộ trưởng thành, trẻ già trai gái yên lành, họ hàng thịnh vượng, gia đình tươi vui. Nghìn năm sau nối dòng mãi mãi, khắp mọi miền con cháu dựng tương lai. Dòng họ Nguyễn Bá là một trong các dòng họ có truyền thống hiếu học và đặc biệt có tinh thần yêu nước nồng nàn. Trải qua năm tháng thời gian từ xa xưa, các bậc tiền nhân đã dùi mài kinh sử, gánh vác việc công, dạy học trong đời. Trải qua cuộc chiến tranh trường kỳ và gian khổ của dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, những người ông, người cha, con cháu của dòng họ đã phát huy truyền thống cách mạng, lớp lớp lên đường cầm súng đánh giặc, bảo vệ quê hương. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trong họ có cụ Thành, cụ Cảnh tham gia cách mạng từ trước năm 1945. Các cụ Du, cụ Tương, cụ Khùng, cụ Huệ, cụ Tĩnh tham gia quân đội chống giặc Pháp. Tại quê nhà, có cụ Thị tham gia du kích từ năm 1947, là xã đội trưởng năm 1948, với nhiều thành tích diệt ác trừ gian còn lưu trong lịch sử xã nhà. Trải qua các cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các cuộc chiến tranh biên giới phía Nam, phía Bắc, lớp lớp con cháu của dòng họ đã lên đường cầm súng bảo vệ quê hương. Điển hình như cụ Luật, cụ Quất, cụ Xin, cụ Tí, ông Lý, ông Vinh, ông Bình, ông Quang, ông Phú, ông Dương, ông Vũ. Dù là trực tiếp cầm súng hay tham gia lao động sản xuất, những người con em của dòng họ luôn phát huy truyền thống cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Có người là cán bộ cấp cao trong quân đội, dòng họ cũng có các ông, các bà là thương binh liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Biết bao con cháu của dòng họ đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự, trở về cùng công tác trên nhiều lĩnh vực và xây dựng quê hương gia đình ngày càng tươi đẹp. Mấy chục năm gần đây, khi đất nước đổi mới, hội nhập, phát triển, nhờ hồng phúc của tổ tiên cùng với truyền thống hiếu học của dòng tộc, các con cháu ngày càng tiến bộ. Hiện nay, con cháu của dòng họ rất thành đạt trong nhiều lĩnh vực đời sống, như đại tá, thượng tá trong quân đội, hay tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, luật sư, bác sĩ, các thầy giáo, cô giáo, các doanh nghiệp trẻ. Các cháu học sinh thì ngoan ngoãn, hiếu học. Dù sinh sống ở quê hương
hay đang công tác, lập nghiệp, mưu sinh nơi đất khách quê người, các con cháu của dòng họ đều lưu giữ truyền thống của gia tộc, luôn hướng về nguồn cội đất tổ. Người xưa đã có công, con hơn cha là nhà có phúc. Dòng họ Nguyễn Bá, thôn Thượng Trì vui mừng ghi nhận sự thành đạt và phát triển ngày càng cao của mỗi đời con cháu về sau so với thế hệ trước. Chúng ta có quyền tự hào là một dòng họ có phúc ấm của tổ tiên phù trợ. Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tông. Điều đó đã trở thành chân lý và quy luật của cuộc sống. Mỗi người con của họ Nguyễn Bá sinh ra đều có sự kết tinh từ giọt máu của tổ tiên. Vì thế, thờ cúng tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người trong cùng một dòng họ. Thật đúng là vạn đại càn khôn hưng kiến tạo, cửa kiên nhật nguyệt đức lưu quang. Muôn đời khi hưng thịnh phải lo xây dựng tu bổ nhà thờ họ. Việc làm ấy sáng mãi đến chín phương trời. Chúng ta sẽ thấy có lỗi với lương tâm khi quên việc tri ân cho tiên linh, tổ phụ, quên đi nghĩa vụ với dòng tộc, với cộng đồng làng xã. Nhà thờ họ Nguyễn Bá được xây dựng trên một mảnh đất của tổ tiên để lại, nơi địa linh tụ khí của các bậc tiền nhân. Mảnh đất với đầy kỷ niệm về ông cha chúng ta. Đúng là địa linh tụ khí xây nhà thờ tổ, tử tôn thờ phụng, phúc trường sinh. Việc xây dựng nhà thờ họ được sự tự nguyện hưởng ứng của tất cả các cụ, các ông, các bà, cô bác nội ngoại với các con cháu. Mọi người đều có tâm hướng về dòng họ tùy theo điều kiện cụ thể của mình. Ngoài khoản kinh phí đóng theo quy định, nhiều gia đình, nhiều người con đã công đức hàng trăm mét vuông đất, hàng chục triệu đồng. Dòng họ cũng mãi ghi nhận sự tự nguyện, nhiệt tình, không tiếc thời gian, không ngại gian khổ của nhiều bà con, cô bác, con cháu đã đóng góp hàng trăm ngày công lao động để kịp thời đáp ứng cho tiến độ xây dựng công trình. Nhiều anh em con cháu thường xuyên có mặt tham gia lao động, gác cả công việc nhà lại để ưu tiên tham gia công việc của dòng họ. Sau gần 11 tháng khởi công xây dựng, nhà thờ họ đã hoàn thành. Từ nay, con cháu của họ Nguyễn Bá chúng ta đã có một ngôi nhà thờ họ mới, khang trang, tôn nghiêm, hiện đại để phụng thờ tổ tiên, là ngôi nhà chung thiêng liêng của dòng tộc. Từ nay, nhà thờ họ Nguyễn Bá, thôn Thượng Trì sẽ chính thức được đưa vào sử dụng. Đây sẽ là nơi để dòng họ tổ chức ngày giỗ tổ, những ngày cúng giỗ, là dịp con cháu xa gần tụ họp, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, vừa là dịp thể hiện tấm lòng báo hiếu đối với các bậc tiền bối, là nơi lưu giữ và phát huy truyền thống lịch sử của dòng họ, thỏa mãn tâm lý hướng về cội nguồn, hiểu về nơi sinh thành của cha ông, về quá trình đấu tranh lao động để xây dựng cơ nghiệp lâu dài, thấm nhuần giá trị phúc ấm tổ tiên để lại cho thế hệ mai sau. Chúng ta kính cẩn dâng lên bàn thờ tổ tiên, ông bà nén hương thơm để tưởng nhớ, tri ân đến người đã sinh thành ra chúng ta, người đã lập họ tộc, và dựng lên làng nước chúng ta. Nguyện cầu cho tổ tiên, ông bà chúng ta nơi chốn cổ tuyền luôn được thanh thản. Hằng mong hồn thiêng của tổ tiên, ông bà chứng chỉ cho tấm lòng thành kính của con cháu họ Nguyễn Bá. Cầu nguyện tổ tiên, ông bà phù hộ độ trì cho con cháu dòng họ của chúng ta được hồng ân phúc ấm, cát tường như ý. Dòng họ Nguyễn Bá là một trong dòng họ đã định cư lâu đời trên cái, ở cái thôn Thượng Trì làng này. Dòng họ Nguyễn Bá thì là một trong những dòng họ có truyền thống cách mạng rất là giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ thời
từ những năm chống Pháp, năm chống Pháp thì các cụ, các ông, các bà trong dòng họ Nguyễn Bá đã đào hầm nuôi du kích, cũng tham gia kháng chiến. Trong dòng họ đã có những người con như cụ Tùng, cụ Cảnh, cụ Du, cùng cụ Thị, cụ Tư, cùng lứa tuổi các cụ đã tham gia bộ đội chống Pháp, chống Mỹ. Có những người con dũng cảm như cụ Thị là tham gia du kích, cũng nổi tiếng một thời ở xã Hoài Thượng này. Trải qua các thời kỳ chống Mỹ, chống Tàu cũng như đến hiện tại nay thì thế hệ con cháu các cụ cũng theo tiếp nối truyền thống của cha ông lên đường chống đánh giặc ngoại xâm trên đó, trên mặt trận chưa đủ có mặt trận, và đã có những người con ngã xuống trong các cuộc kháng chiến chống Pháp như liệt sĩ Nguyễn Bá Cảnh, trong chống Mỹ như liệt sĩ Nguyễn Bá Tý, và có những người con đã được thương binh như ông Nguyễn Bá Vinh. Phải nói là gia đình dòng họ Nguyễn Bá tuy rằng nhỏ nhưng có truyền thống cách mạng rất cao. Ông Tùng là ước là chủ tịch bắt đầu nổi phong trào là ông. Mỗi thôn là khắc nổi phong trào, bắt đầu phong trào năm 45 là mỗi thôn có một chủ tịch. Thế là lâm thời là ông Thành mới ông Thành mới là chủ tịch đầu tiên. Bên ấp phát dưới Nhật Quy ông Đâm Đương không? Thế ở Đại Khai mình đó thôn Bình thôi. À, thế thôn Bình thôi, ông Cảnh, ông Thành. Xong rồi ông Thành mới đi hoạt động, xong rồi mới ứng cử khóa quốc hội đầu tiên, giám đốc Phích. Đấy, ông Thành, ông, đấy là, ông Tùng là ứng cử khóa quốc hội đầu tiên. Thì họ nhà mình là khởi tiên đầu tiên là nổi lên, phong trào ông Tùng là đầu tiên nhất. Là... Xong bây giờ lâm thời thì với ông Tùng là cán bộ cách mạng cơ đi. Sinh ra là chính gốc, nguồn gốc thì sinh ra loài người là ở làng Thượng Trì, chứ không phải họ ghép họ con nuôi con bãi. Họ nhà mình là từ thời cổ là các cụ là vẫn là gia truyền học hành, như các cụ đi gà người ta thì đỗ, như cụ thi không đỗ, họ nhà mình là vẫn là dòng tộc hiếu học ở cái làng này, chứ không phải là làm cách chức phong kiến là làm lý trưởng 16 năm liền. Thế sau ấy nổi lên các con cháu cụ tổ mình, cụ kiểu làm lý trưởng 16 năm liền. Chỉ có cụ quế có cụ truyền lại cụ Phó Cát, mấy cụ Trang là biết cụ ở đấy rồi, cứ bảo về miễn cho một xuất đình thì là miễn xuất đình cụ bảo, thế rồi không miễn là trong các cụ qua đời. Về cụ Hương mình, dạ. Nhà mình ở trên Bắc Giang là hồi xưa học hành như thế nào? Học là cũng thi nhất tràng nhị tràng nhưng không đỗ. Còn trước các cụ học là chữ nho mà thi nhất tràng nhị tràng nhưng mà không đỗ, đi gà người ta phải đỗ, nhưng mà cụ thi thì không đỗ, giặc dối thế. Học giỏi đi gà cho người ta thì người ta đỗ, nhưng mà cụ thì thi lại không đỗ. Thi lại không đỗ đấy, nó thế nó học các cụ và học thi gì tài phận, học tài thi phận, học tài thi phận đấy. Cụ ức, cụ tức, cụ đi. Bây giờ cụ kể lại cái từ thế thời kháng chiến bùng nổ ra thì các ông các bà các cụ trong họ nhà mình tham gia kháng chiến như thế nào, ai đi như thế nào? Thì bà Ngận Chi là cũng đi múa song kiếm đi đối xã khắc giỏi. Có về sau kháng chiến chống Pháp thì mi ông Trân
mới đưa thằng Tề thương binh chặt bè chuối đưa sang sông đấy. Tề công an quốc hội rõ ràng như thế. Sau đến Cụ Khá, xong đấy Cụ Khá là hoạt động mặt trận bị Việt Minh bắt ban thuế nông nghiệp, xong trưởng ban thuế nông nghiệp, xong rồi bị làm địa chính, địa chính làm trưởng bạ, cụ Đảng làm thư ký, cụ Tháp là tham gia xã, cụ Tháp thì tham gia xã trưởng. Xong đấy, xong đến cụ Đảng thì học thư ký, xong rồi về đảo chính là làng cử đi học lớp thư ký, nhưng về thiếu tuổi thì cánh cái Hùng bắt mua, nhưng cụ không mua, em thôi. Xong ấy cụ Khả thì xong ấy tranh nhau trước trưởng bà mấy ông Huy, ông Đà, ông Vạch ấy, xong thế. Còn các cụ không, các bà có tham gia đào hầm rồi trước cất giấu cán bộ cách mạng về hoạt động không? Các cụ đi bên cụ cả đào hầm cụ Đảng chứa bảo vệ cán bộ hạ nghĩa của bờ sông mang nước sống cho cán bộ nằm ở bên dưới, thì cụ xách cái cho dọc đu đủ xuống, xong bỏ há mồm cụ trên rót nước vào cái dọc đu đủ nó chảy xuống, há mồm ở dưới uống đấy, mấy cái nó như thế chứ không phải chuyện đùa. Ở dưới hầm bị lỗ thông hơi thì cho cái dọc đu đủ xuống, thì là ở dưới há mồm trên cụ mới cầm cái tích cụ rót nước vào, rót nước vào để rót nước để cho anh há mồm anh uống đấy, chứ làm gì có bát, làm gì có chén ở dưới đấy, đấy. Nó thì có cách mẹo thế. Cái hầm bí mật thông hơi cụ Đảng có hầm, cụ Khả có hầm đấy, chứa cán bộ thằng Tứ ở Mão Điền đấy, xong nó ở cây gốc cây bù kiếp đi mới một cái hầm ở bếp nhà cụ Khả. Thế còn một cái cụ Đảng thì có cái hầm ở bờ sông ngoài này đấy, bãi bờ sông thẳng ra. Thế ở gốc cây ổi sau lính Mão Điền nó cuốc được, nó bắt nó mới đánh tra tấn, nhưng vì ở hầm ngoài bờ sông không ở đất trong nhà cho nên là nó không bắt đấy, nó thì đánh đập. Cái hồi xưa cụ Khóa dìu bắt ông Tùng, ông Cảnh rồi các ông, xong thì cử đi hoạt động đi, đưa đi bộ đội thì cụ có nắm được thì cụ thế. Còn ông Tùng ấy là cán bộ cách mạng đầu tiên là ở hoạt động bí mật ở họp ở bên, tức là trước cách mạng thì nói là gì thì trung cấp và hạ cấp. Trung cấp là bên Trung Mầu, hạ cấp ở ngoài sông Liễu đấy, nó phải trung cấp ở Trung Mầu do Xuân Đính đấy, là huyện ủy viên rồi là hoạt động dắt ông Tùng đi. Thế còn thượng cấp thì ở Trung Mầu, hạ cấp ở ngoài sông Liễu đấy, cho nên ông Tùng là bắt đầu đi theo cách mạng là hoạt động gọi là cán bộ dân vận đấy, ta trước gọi là cán bộ dân vận đấy, bây giờ nó gọi là cán bộ đảng, là cho nên là đảng là bí mật. Thì anh chính quyền, anh làm việc chính quyền công khai thì lương có lương, anh mặt trận thì không có lương đấy, nó rắc rối như thế, như hoạt động bí mật. Thế nên là ông Tùng là bắt đầu đi đầu tiên về mới cùng với Phạm Văn Trà các thứ mới khởi nghĩa, mới thành lập xong lên là mới gọi là bây giờ mỗi thôn có bầu một, có một chủ tịch lâm thời. Thế ông Tùng là chủ tịch ở làng đầu tiên, thế ông Phác là phó chủ tịch, đấy là gọi là chủ tịch lâm thời, mỗi thôn có một chủ tịch đấy, lâm thời đấy. Thế ở Dược Quy thì ông Đám Đường, ở ngoại xã Tây Sơn đấy, tỉnh cán bộ cách mạng lâm thời ấy. Thế ông mới dần dần rồi mới thành lập ra cái của cái chức trương tuần phó tuần ấy, mới gọi thành lập cái bảo an. Cái ông Cả Diễm con cụ Cử ấy là
về thành lập mới gọi là trưởng ban bảo an. Đấy, cụ Đãng là phó ban bảo an, gọi là thì gọi là chơi như là tuần là dẹp đấy. Thế xong rồi cánh cầu nó mới nổi lên, nó bẻ ngô cả làng lên vây nhà cánh nhà Lý Hiện đấy. Đấy bắt thì giống như không có gì đấy, cái thời đảo chính xong bây giờ mới lại cán bộ mình lại giết Lý Lưu đội miện ở Lạc Thổ. Đấy, cánh Lý Lưu đội miện mới lại Lạc Thổ, mới lại nhờ ông cụ Thủ Ninh, ông Thủ Ninh ở Dâu Gia Phó Đán. Đấy, Trương Đồng giờ lấy cái cô Phàn à, con gái ông Phó Đán, mới đem lễ thờ xuống, lễ thờ đình làng mình là để xin ký đất mai táng ở cái trại nhà cụ Đa Dòng Giáp, trại nhà ông Hiện ấy. Đấy, cánh cái cầu nó mới bảo là nó chôn ở đấy, nó vớt thì nó chôn đội miện Lý Lưu đấy, lấy bao tiền của chôn đấy về thuộc. Hồi xưa trong họ nhà mình mà cái thời kỳ đi cướp kho thóc của Nhật ấy, là của mình có tổ chức đi tham gia được đâu không? Còn bấy giờ ông trai rất đi thôi, chứ mình ông Tùng thì là cán bộ lãnh đạo thôi, chứ ông Tùng không như ông trai là bên quân sự thì ông ấy hô khán cả tiếng. Cái con ngựa hồng của đội thì Thọ ở ấp Hồ ấy. Đấy, vì cả đi lính cô đỏ về. Ông có đi không? Đi lính cô đỏ về khô hán cả tiếng, về lắm. Thế còn thế cánh đội miện ấy, Lý Lưu mới xuống làm coi lễ xôi gà đình để làm lễ ký táng. Thế cánh cụ ông ấy, ông cả Diễm bảo là nếu đã người có tội đã chém hắt đi, kẻ nào vớt lên thì kẻ có tội lại phải chém. Thế cái quát là dân làng không được nhận lễ. Thế cánh Lý Lưu mấy ông Thủ Ninh run như rẽ, phải là bảo chôn rồi đấy. Các cụ bảo đã chém hắt đi mà kẻ nào mà vớt lên là kẻ ý có tội lại phải chém tiếp. Thế phải hắt đất đi, không cho chôn đất. Thế đấy, các cụ với cụ Đãng là giết đội miện mới Lý Lưu Lạc Thổ. Đấy, ông tham gia du kích với hoạt động cách mạng từ thời nào? 26 tháng 6 năm 47 ở họp sang làm xã đội phó Tây. Bây giờ do ông Nguyễn Hữu Chấn chủ tịch, ông Trần Đăng Toản là phó chủ tịch, là tham gia du kích từ ngày ấy, là kết nạp ở tại nhà ông Giáo Kỳ ở Nam Miệt. Để trong đó có 5 người, thì thằng Sam ở Thiện Vũ lấy có chị em Tầm, nó đi bộ đội tiểu đoàn Thiên Đức. Trưởng cái đảo ngũ trốn ra, thế ông trưởng bà Toản phó chủ tịch bảo biết quân sự thì để đưa ông Sam lên làm xã hội trưởng, tôi xã hội phó, Nguyễn Đình Nhiêu ở Đại Mão làm xã hội phó. Thế còn dâu kích bây giờ có Tuân Miêu Cẩn đấy ở Đông Miếu, Tuân tính ở Đại Mão, Cẩn ở Đông Miếu đấy, là dân là du kích. Thế thôi, còn tôi xã hội phó, Sam xã hội trưởng, Nguyễn Đình Nhiêu xã hội phó, ba xã hội phó do ông Toản là chính viên phó chủ tịch làm chính viên xã đội, Nguyễn Hữu Tẩm Hữu Chấn làm chủ tịch, kết nạp của tại nhà ông Giáo Kỳ Lạc Vệ nằm mẹ ở xã An Động. Đấy. Thế thì cái năm 20 tháng 6 năm 47. Cái về việc mà hồi xưa đánh ở đê như thế nào? Đánh ở đê. Bắt đội tập Hoàng Son gì đấy. Đánh ở đê thế này. Trước năm 50 hôm ấy là 12 giờ trưa thì cái cô nương ở cán bộ công an phụ trách bí mật từ Gia Lâm và về Thiên Thai, thế vào ngọa xá báo cho cái đội công an Ngô Khôi Ngoạn nước ở đấy, nhưng Ngoạn không có mặt. Thế xong báo thằng Thắng mới xuống báo tôi là
là tình hình có cái thằng Hoàng Thanh Mỹ, thằng gì Hoàng Thanh Mỹ người Hòa Đình ở Nhồi ấy, ở tiểu đội trưởng tiểu đoàn Liên Đức, nó đảo ngũ đầu về đầu hàng giặc. Thế xong giặc nó phân công cho thằng Mỹ làm phụ trách công an điều tra từ Gia Lâm mà về cái ngâm đấy, trước có cái xe hàng nó buôn bán cánh bà viết biết kìa là có mấy xe hàng là buôn gà buôn vịt từ Gia Lâm mà về, tức là Lãng Ngâm đi là Việt. Cái thằng Hoàng này Mỹ về làm cán bộ tức là điều tra xe đấy, là về điều tra nghe. Thế bà mới kể là đầu nó đội cái mũ phớt màu sữa, trong màu vàng anh, mặc áo cà bốt tức là màu sữa, trong màu vàng anh, quần cà. Thế nên chúng tôi không biết mặt. Thế lên đến nơi thì tôi bảo thế thì huy động không có công an công hội đây thôi, thì có 7 anh em du kích thì chàng tha thao thế thằng Long với thằng Du thằng Tổng đấy mới tiếp lộ mới lên mới hai tay ở quân đoàn 9 thằng Thắp thằng Thàng ở cán bộ gì đấy quân báo thì nó có hai khẩu tên nên là đi đi anh em kia tục mới tiếp lộ mặt hận của lượng tàu ở đây để mau lưỡi loại thằng cài tập ra. Tôi quát bảo không được đánh, bắt là đi không được đánh. Xong là thằng cài tập nói bảo tôi là nói bá tay nó bảo tôi là anh ơi cho em về hôm nay em nội phản, một đằng pháo binh của bên Nía bắn sang, một đằng cánh quân ở Đại Đồng chạy lên với đằng Đồng Côi lên. Tôi bảo được, nếu anh phải là nội phản đúng thì vào trong này một tiếng hồ xong rồi anh về vẫn vừa, vì tối mới 12 giờ trưa về xong rồi bắt về Đại Mão. Đấy, thế còn xếp son mới ở trên xe thì nó ngồi đầu góc bin, nó mặc quần áo bình thường, thân xếp quần trắng áo dài cặp, thế ngồi thế tôi không biết mặt. Thế chàng ấy bảo để đi lính trước, thế chàng biết mặt bảo anh ơi còn son nữa, bảo thế nó ngồi đâu. Thế chàng bây giờ cứ hí hí, thế tôi bảo nó ngồi đâu thì chỉ hẳn rõ ràng hí cái gì đó. Thì bây chàng ngồi đầu góc bin nó bảo nó chỉ mặt tôi hỏi xuống. Thế bây giờ xếp son mẫu điền ấy xách cái cặp, tôi bảo có hành lý gì thì mà sẽ xuống, nó có cái cặp thế rồi xuống bảo thế thì anh em dẫn đi. Với còn con gái nhà Tàu Quất ấy là nó đi xe ấy, nó khoác tôi vào cánh tay ra nói thì mình bảo nói gì nó hẳn không cho khoác tay, hít cho gái bảo chị muốn nói gì nói hẳn thôi, đứng cách xa ra thì khoác tay tôi và nách rồi, nếu thằng khác đến nó đâm tôi thì chết rồi, hất tay ra. Thế là nó nói thế xong rồi thôi, xong giải vào bốt đại vào Đại Mão. Thì đến nhà Mác mới gặp thằng Hoạt, Lê Giãn Hoạt là du kích ý đây là Mạnh Hổ, mặc quần trắng áo dài với giả dân ra. Thế tôi hỏi ra làm cái gì, nó bắt xong cả rồi bây giờ về đây ra. Thế vào đến làng Đại Mão không cho đi qua. Đấy, cầu an bảo mạng lại không cho đi qua. Đấy, đi tắt đống vô nhà ông trại hố để mới xuống với Đồ Lam. Thế với Đồ Lam mới ngồi ở chợ đỏ, ngồi ở cái sườn bến Đồ Lam này. Thế cái bà cụ Tiên Châu ấy, là mẹ ông phó chủ tịch ông Bội ở làng Lam, người ta Nguyễn Đặt Vè giỏi. Mấy bà mới ra chói thằng Son thằng Tập với thằng Hoàng Mỹ ba thằng ngồi đấy, bà mới tốc váy lên bà mới chửi thằng Son chém cha đẻ bố mày, Son giỏi làm thế bốt nữa đi con đấy, bà ấn vào mặt nó. Thế còn dưới mấy câu ca nữa thì mình không rõ đấy. Thế thì bà làng Lam ấy, thế là bắt thằng Son sang bên kia
Đấy, mới giải sang bên kia bên đò cái bà ấy là mẹ bà cụ Tiến Châu, mẹ ông phó chủ tịch bội đấy, ông người làng Lam gửi câu giỏi. Thế xong bắt cái giải ăn sông, giải ăn sông xong rồi mãi đến đêm mình thằng cái ông Mạc làng mình ấy gác, thế rồi là để cho thằng Hoàng Thế Mỹ đêm nó mới trốn được về, nó mới trốn được người về Hòa Đình. Trốn về Hòa Đình xong nó lại hôm sau nó lại chỉ điểm với sau về Gia Lâm, nó lại chỉ điểm nó bắt cô nương cán bộ của mình vì nó phát hiện là cô đến bên tức là dốc gọi là cô nương xuống vào là ngọ ấy, thế rồi nó bắt lại trúng cô nương ấy, hoạt động của mình người của mình ấy, thế đến cuối cùng lại thằng Tập Lương Ngô Nguyễn Thị Lương cô nương, thế thì sau công an mật của mình sau này gọi là bà Nguyễn Thị Năm đấy. Ở đấy công an là ngoại thành bà Năm đấy, còn là về sau là năm 48-49 thì cái bọn công an là cô Khôi ấy, Tề Ngoạn ấy là nấp ở chùa Ngọ về năm 47. Sau cái vụ bắt này là trên báo chí của Bắc Ninh là đăng thị là cầm cái que đuổi gà để ra chỉ huy đánh cái trận đó đúng không? Ông có được đăng lên ảnh báo cứu quốc không? Báo có. Đăng cứu quốc tôi báo Bắc Ninh được tay Ngọc là trưởng ban công tác chính trị tỉnh đội Bắc Ninh về vẽ nói chuyện như ở dưới ông Tùng cái nhà gỗ ấy. Đấy, hồi nhà gỗ ấy, được đăng hình nêu hình và thành tích lên tờ báo quân xung hướng gọi là quân Việt Bắc đấy, nên là tay gặp chính trị viên là cái tức là ở tỉnh đội Bắc Ninh trưởng ban công tác chính trị đấy, về ngồi này là tay với vẽ hình với nêu hình được nêu thành tích lên trên tờ báo quân xung hướng. Thế cái hồi làm ấy thì tôi không giữ được tờ báo, xong ông đánh ở Nghĩa Vi ở Long Cầu, ông cụ có thành tích để cháu, tôi còn giữ được cái tờ báo nêu hình của thành tích của cụ, thì biết đâu giờ tôi bây giờ hồi làm quân đi trường tôi cũng tự ái tôi bảo thôi thì cứ khốt tiền nhiều gạo nhiều ăn chứ còn không được lương. Thế có thật còn là bố tôi với ông Trân ấy là cái tay công an Ngô Khôi thì tệ là nó bị thương, sau này mới kiêng cái vết đạn nó khỏi vào nước. Thế cái thời kỳ năm nào thì làm sao đội trưởng? Ấy xã trưởng là năm tôi thằng Sam làm một năm thì tôi lên 47 thì là sáu đội phó, tôi vào tôi ở du kích nhà đâu 47 thằng Sam làm 48 tôi nhảy lên là vì thằng Sam với tôi vào sáu đội trưởng mướn. Thế thì tôi bảo làm không biết một gì làm sáu đội trưởng mướn thì chúng ta muốn giết bảy thì dễ đéo mẹ cơ mỡ, ông giả cách đấm đò ông dìm mẹ xuống đấy là mày chết thì hết. Thế cụ kể nghe ra thôi. Ở trong họ này có những ai tham gia du kích mới lại tham gia kháng chiến? Thì trong họ nhà mình thì có tôi là tham gia đầu tiên, sau đến mãi mới đến ông Huệ tham gia ở công an Ngô Khôi xong ông Huệ về lên tham gia là quân của ông Tùng tỉnh nội Bắc Ninh gác với anh một số tù binh ở làng Thanh Sơn. Các anh có biết làng Thanh Sơn ở đâu nào đấy, bây giờ gọi Thanh Sơn ở Bắc Ninh đấy, Thanh Sơn ở bên kia cái bãi đá bóng ở Đáp Cầu, đi qua đường tàu sang làng Thanh Sơn đấy thì biết làng Thanh Sơn đấy. Thì ở ông Tùng về tỉnh đội thì tôi vào tỉnh đội thì ông Huệ sang ông Huệ gác, bây giờ ông Huệ lại tiểu đội trưởng gác cái bọn tù binh chống Pháp ở làng Thanh Sơn đấy. Như du kích thì thế bảo còn có bà Khá à, đấy đấy là du kích nữ thì có thì cô Khá đấy, chứ bà Cam không,
của Vọng không, có được cô Khá là nữ du kích thôi. Ở họ là mình có được cô Khá thôi. Thế mãi về sau ấy, ông Huệ thế thôi, chứ còn này, chứ còn là làng. Hả? Thế bà cam bức là Bình Yên là vụ thôi. Bà Si cơ mà ngận đi. Bà Si là chỉ là lúc ở vòng chào bà ấy múa xong kiếm đi là rất đẹp, giỏi thế thôi. Chứ bà không có du kích. Nếu mà du kích bà đã có huân huy chương khen. Thế có bà Khá có nữ du kích thì có huân huy chương một. Thế bà cái chế độ huân huy chương là ai vào du kích từ 1 năm đến 3 năm thì huy 1, huy 2. Thế còn anh mà vào du kích từ lúc vào đến lúc ấy 5 năm thì được huy 1 đấy. Nhưng Hoành đấy học tập cái huy chương chống Pháp. Thế còn cấp huân huy chương là hồi chống Pháp là từ cán bộ xã đội thì anh nào cũng được. Đấy. Từ 1 năm đến 3 năm, 5 đến 3 năm thì được huy huân chương kháng chiến hạng 3. Cụ là huân chương hạng 3 chứ? Hạng 3. Chủ tịch mới một chủ tịch xã thì có một chủ tịch mới một công an. Thế còn ngành xã đội thì xã đội trưởng, xã đội phó ai được. Huân chương kháng chiến hạng 3 do Hồ Chí Minh cấp. Đấy thôi. Thế ông Cảnh, ông ấy đi làm nào? Ông Cảnh ấy đi cùng mấy ông Tùng là anh em cùng cán bộ khởi nghĩa. Ông Cảnh cấp cái cặp về dán áp phích đi, dán áp phích cho ông Tùng làm ứng cử có khóa quốc hội đầu tiên. Ông Cảnh xong rồi vào đại đoàn 308 để đóng quân ở Lạc Vệ. Ông Cảnh vào cái trung đoàn gì đấy? Trung đoàn 246, ừ. Gọi cái hồi xưa có gọi là cái trung đoàn Bắc Bắc. Đóng quân ở tôi với ông Cảnh được ăn cơm với ông Cảnh một bữa thế thôi. Thế là từ lúc đi đến lúc gặp anh em gặp nhau, đóng ở nhà ông Ký Bân ở Xuân Hội là Cá Chê Om, bây giờ cái làng ấy Hoa Hội nhà anh học Hằng Hậu lấy vợ là vào ăn cơm nhà ông Ký Bân với ông ấy một bữa. Bây giờ nhất cái ghế đỏ sao giờ dắt tôi nhớ mãi. Bây giờ mình xuống cái chiếu kia ngồi đi cho nó đông. Báo cáo về cho ông là tham gia đầu tiên của làng này. Đầu tiên mà cũng là tham gia với cái lực lượng đông mà tham gia quá. Trong họ thì là có cụ Tùng mấy ông Cảnh là tham gia hoạt động là cái thời gian rất dài. Cụ Tùng thì hoạt động tháng 4 năm 1944 cách mạng. Thế ông Cảnh thì lại đi tham gia hoạt động kháng chiến là cái hình thức khác, nó không ở địa phương mà cụ là thoát đi hẳn ra ngoài, mà cụ còn đi trước ông Tùng được khoảng 2 tháng. Cụ Cảnh là học sinh đó, là nhảy ra đi luôn. Thế thì làng đó. Theo như trả lại thì là quay như là cũng hoạt động đầu năm 44 thì là đi. Thế cái đến bây giờ phải nói là cụ thì hy sinh năm 52 với cái lúc đó là chính trị viên tiểu đoàn. Chính trị viên tiểu đoàn mà lúc đó cái quân hàm thì không rõ nó là cụ thể, nhưng mà cái chức vụ thì như thế. Thì đến bây giờ ông Du còn khỏe thì là ông đi lấy giấy chứng nhận ấy, thì xác định là ông Cảnh ông vào là vào cái trung đoàn 246. Là cái trung đoàn 246 này thời xưa ấy là gọi là cái trung đoàn Bắc Bắc. Thế thì cái ông ấy là ông ấy
cái lúc mà mình chứng nhận của ông ấy thì là ông ấy đang sinh hoạt ở cái phường Đồng Xuân, phường Đồng Xuân ở Hà Nội. Tây gì Tây Đế à? Vâng. Ông Hoàng Gia là ông ấy làm cục trưởng cục kinh tế của Bộ Quốc phòng ấy. Thì là ông ấy hồi xưa lúc ông Cảnh là cục trưởng thì ông Hoàng Gia cũng làm cấp phó. Ông có lạnh không? Lại kéo khoác khoác nhé. Vụ học ơi. Bỏ tao bông. Định làm và cũng đâu làm thì đi làm cái hồ sơ để cái, cho công nhận Cảnh mình là lão thành cách mạng. Thế nhưng mà thực ra cái hồ sơ gốc mà cái nói thật mình cũng chẳng ai cái chuyện đó, mình rút cái hồ sơ từ thời xưa đến bây giờ chỉ có mỗi cái hồ sơ là được cái ông Hoàng Trá là ông là cấp phó của Cảnh thì ông ấy là lão thành cách mạng, ông ấy chứng nhận. Và ông Ái là chính ủy trung đoàn của Cảnh ấy, thì ông ấy cũng là lão thành cách mạng, ông ấy chứng nhận. Thế nhưng mà mình làm thì cũng chưa được. Thế thì cái này nếu có điều kiện sau này, nhất là chú ủy con đa đầu đại xã nhất có cái lúc nào ấy thì mà khai báo hoặc ấy thì tư vấn rồi để mọi người là mình cố gắng làm được thì là cái tốt. Là cũng là đại tá là quân hàm, thế nhưng mà thực ra thì nếu như mà trước kia cũng làm tùy viên quân sự của sứ quán ở Trung Quốc không? Hai khóa. Thì quy định là chỉ hiến đại tá là kịch. Ông lúc về hưu thì là được phóng quân hàm thì vẫn đại tá nhưng hưởng lương là thiếu tướng. Ông vô được đi đại sứ quán Trung Quốc hai lần đúng không? Thế còn Xuân thì cái quá trình hoạt động sau này thì là chỉ hoạt động chú lên thì cũng là quân hàm đại tá và cục trưởng cục xe máy vũ khí đạn của quân khu thủ đô đúng không? Còn cái quá trình như thế thì trong mình thì là cũng có từ phụ cảnh là liệt sĩ này, thế xong rồi là bà Út này không, ông Tý liệt sĩ chống Mỹ, thì cả chống Pháp chống Mỹ. Thì ông Tý là một trong những cái người học sinh hồi xưa là lúc trẻ là học rất giỏi đấy. Vào miền Nam ấy thì là lúc tôi còn đang ở trong chiến trường biết là ông ấy hy sinh ở bờ sông Đồng Nai trong cái trường hợp là ông đi là bị máy bay nó đánh bom chúng. Ông Tý là này học giỏi, đáng nhẽ không phải đi bộ đội. Thì cái phần đó thì như thế là Út nhà mình. Hôm nay tôi định mời ông Út để ông kể về cái chuyện quả thật là giờ nhất này. Mới lại cũng khi cũng trả về được. Thế hôm trước hôm cưới còn học ông trả về cho nên là thôi tôi trả điện nữa. Thì bà cũng là một trong những người mà tham gia là thử các cái loại vũ khí lên trên Z 131 của quốc phòng của mình ở trên Phổ Yên đấy, thì sau đó là nó bị nổ tai nạn được công nhận là liệt sĩ. Thì tôi là quên là năm cùng với trung đoàn là làm cái nhiệm vụ trưởng quan quân báo của xã về điều tra cái bốt đại máu hàng bao lần hàng rào nọ cách hàng rào kia bao mét và dưới hào nó đập chai hay trông hay gai như nào đấy, cái đó là phải kệ là phải làm. Thế đánh bốt đại mão hai lần, lần đầu tiên ấy là chỉ đạo đánh lần đầu tiên ấy bộc phá nó cho vào cái ống tre, nó dồn chặt ống tre, nó gắn cái kíp lựu đạn, thế không phải phá cổng, nó mới buộc vào cái cổng sắt dây thép, hô là để tô là tơ ấy giật. Thế nên nó giật cái thì cái quả nó bùng lên, nó thành như cái vũng châu đầm
mà cổng dây thép đứt bay mẹ đi, thế nó vùng cái đất lên nó như vũng trôi đầm, thế là mình có thể nằm được đấy. Thế là tổ một, thế sau rồi nó đã nở bốt, nó bắn ra, thế là một tay ở Thiên Đức vào đây, vào đúng ức rồi chết. Thì tôi báo cáo là tổ một, một đồng chí hy sinh. Thế là cáng thương đó vào, nó cáng ra cái đường ở cổng là nó đặt lên tấm ván tay kia, lật lên lật xuống hai ba lần, đấy, lăn lên lăn xuống. Thế như tôi lại không chết, thế tôi cầm khẩu súng với đạn, thế xong rồi đánh nó trong đó, địch nó bắn ra là rất sát. Thế sau về cái ban chủ huy, sau tôi có phê ban chủ huy là cái hô làm địch là bảo cho địch nó bắn đấy, không biết là canh tôi không dám nói là nhị tâm nhị ước gì cả. Bây giờ mình cấp dưới bảo chỉ là phê bình, góp ý phê bình với ban chỉ huy là hô để cho địch nó bắn đấy, bảo tất cả các đồng chí sát bò sát đất vào luồng địch đạn bắn rất cao đấy. Thế rồi sau nó cứ bùm xòe xuống sân, đéo vẻ thì nó cứ bụp xè xuống sân, cho nên bị thương 9, đánh cái bố đại máu bị thương 9, chết 4, chôn ở bên này bỏ xác trên này 2, mấy cái cô 8 hoạt động cán bộ phụ nữ về phụ trách ở nghĩa vi, người bên ngoài phụ trách nghĩa vi lính đại máu sao nó bắt được thì nó mới về, nó ép lấy thằng Lưu của Máu Điền đấy, lấy cái Lưu của Máu Điền. Thế ở cái này dưới, đến lúc khu đánh bốt thì cô Tám ra là nó bắn lại chết. Thì hai tay bộ đội chết, thì chôn ở, là ba vị chôn ở ngay cổng bốt đảng Đại Mão cái nhà con. Thế sang bên sông thì hai anh chết. Thì bây giờ đất Đồng Chiêm, tức là ở làng Nghị Thôn, Đồng Chiêm không có đúng là đảo, đất sắn chén như đất Đồng Chậu mà gần sáng rồi. Mới đưa hai tay ra ngoài bờ sông. Rồi xong sang bây giờ thì lại bị thương 9 anh, bị thương. Thế tôi vào thì sang thì thấy trưởng bộ toán với lại vào thì là trưởng bộ toán héo giỏi, nhanh và lấu tép. Thế là vào bố múc, đấy. Mình cũng ăn mảnh xuống với quát, thế lực cục mình quát ai. Trưởng bộ là tao, và tao cái gì? Bảo con cháu tao múc cho bác. Thế là bố lại múc cho tôi bát để ăn ở bếp nhà Nhu ở thị thôn. Thế là xong bị thương 9. 9 trong của đội nó đánh quân tôi ở thế này. Thì đánh ở Đại Mão xong rút ra ngoài chè dọc đóng. Thế mấy bay hôm sau sang ngày ăn thua chó thì cho không quá được. Cho nên là hồi đánh ở cái bố La Lữ thì thị thôn nó sang nó bắn chết. Thằng nghĩa chỉ mới chung... thì Văn Trung không, thế nên bà phó Huệ với cái cô Hồng với con gái của Huệ chết không? Thế xong đánh ở Á Lữ thì dòng cái sàng bộ đội lại rút mẹ lên tận núi Dạm đóng, thế thì chết làm sao được ở bộ đội, cho nên nhanh, cho nên giỏi. Thế còn tôi bây giờ đánh cái bố Đại Mão là hai lần, đến lần thứ hai thì tôi bảo dán đầu tiên ấy là dán Nam Vích ở đánh Đông Khê, Thất Khê với Cao Bằng, mở chiến đi Cao Bằng Lạng là đánh thế nào kia họ kia. Thế tôi bảo dán Nam Vích làm đéo gì, đéo mẹ về đánh cái bốt Đại Mão com nhăm khẩu súng không chết, rồi chết 4 bị thương 9, còn dán nó nghỉ bóc mẹ Nam Vích thì xong thôi. Xong rồi họp với cán bộ trà tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn Đức Giáp Văn Khương, người đáp cầu, mấy bà tay gì con mà tư chỉ ấy, Trung Lai, tay Trung Lai là chủ phó, Giáp Văn Khương con là tư chỉ ở đáp cầu là chí viên. Tôi bảo đấy là đánh cái gì. Xong sau lần thứ hai là mới bắn cái đề caret, tức là chuôi đề caret là chuôi bằng gỗ nghiến đấy, đầu như cái chuối hoa chuối là quét sơn đen, đầu nhọn như hoa chuối. Thế là cuống cái gì này, bắn dí 4 quả pin đại vào thì là nó nổ. Và bắn soi đèn nấp ở chợ giữa, soi đèn thẳng vào là, thế là phụt thẳng vào.
nếu càng rắn bao nhiêu nó càng phá bấy nhiêu. Đấy, bắn quả đầu tiên bục lô cốt, bục lô cốt, xong bắn phát thứ hai. Mà như một hôm bây giờ cái mình thì không nấp, không bố trí nằm ở cái đường đóng cổng nhà ông Quý Cừ bây giờ ấy, cái đường cái vào trong ấy. Thế bắn phát thứ hai các bố lại để dí vào đống cái đúng cũng nó phục vẹ đi chui qua lô cốt, nó vào cái bào nó bung cúc bào lên. Thế hôm giờ mà không chết là phúc chứ tưởng. Thế cho nên bắn bây giờ sau tây nó về, mãi nó về thì nó nhìn xem nó mới cầm cái cuống đạn nó nghiên cứu, nó còn chua chua gỗ nghiến nó cầm nó không biết đạn gì. Thế thì cây đạn này là bắn vào, cái đạn này là bắn vào này, người lính ở trong bốt là đen sì, khát nước không chịu được, nóng khát nước không chịu được, mà thằng nào là người đen như tây đen, nó xịt đen khát nước nên không chiến đấu được, không bắn được. Cho nên đánh đầu thứ hai thì là cái bốt Đại Mão thì nó ra đầu hàng giặc, nó chui hết. Thế cái làng Đại Mão thằng Mạch, thằng Mài. Thế cho nên là vừa rồi nó bảo là yêu nước, tôi bảo yêu cái gì, đánh thất bại tại sao anh dắt cả xếp thon mới lính chạy theo lối xuống cái ao sau đình đấy, mới chuồn cái xa cái cống trước nhà tiếp địch lấy đường cái ấy, đi vào chùa Đại Mão nó nấp. Thế nó không đầu hàng mình nữa, cho nên đánh lần thứ hai là bốt Đại Mão không chết, không mà không gì. Thế nên vừa rồi nó khai là yêu nước, và yêu tại sao phản động lính tàn mà anh yêu nước thì quay lại bắn thằng chết rồi nó chết rồi. Ra đầu hàng ra mình đi dắt tất cả chuồn vào chùa Đại Mão nấp, cho nên là mình chả thu được cái gì. Thì bắn đầu tiên là ông Các là mình chết, Mỹ Thư Ý ở Mão Điền chết. Đấy. Chứ thằng đánh lần thứ hai chỉ có thằng Tăng ấy là có em Trương Tíu là xô gạch xuống, nó què nằm trong thì mình không biết, thế thôi. Đánh bốt Đại Mão. Thương binh được công nhận thương binh trong họ thì có mình ác chứ tưởng. Đánh cái bốt Đại Mão cũng phức tạp lắm. Thế rồi đây, vài giờ ấy là chủ tịch là trưởng họ Nguyễn Đình. Thế cái thằng kèn ấy, dâu ra ngát ấy, con ấy bảo bố nó yêu nước, bảo yêu cái yêu đéo mẹ dắt lính nó chạy vào chùa nấp rồi còn yêu cái gì. Hôm rồi đại tôi nói thẳng ấy là sợ mai hồi xưa là đi bộ đội ở cái trung đoàn của ông Tùng hay là ai? Ông Tư gọi lên làm liên lạc của ông Cảnh. Ông Tư mới gầy còm do không làm gì được, có không đủ cân gầy còm. Ông Tư nhà mình cũng ở trung đoàn đấy gầy còm, cân không đủ cân, trước ở Kim Tràng làm trại với cụ trong hoạt động thanh niên bình dân làm vụ. Ông Tư là tham gia thanh niên ở bình dân làm vụ, dạy bình dân làm vụ ở Kim Tràng bình dân đi bộ đội thiếu cân. Thế gọi là họ là mình là họ nhỏ đi bộ đội chống Mỹ chống Pháp là tất cả là mười mấy người, 18 người. Ông Tùng, ông Cảnh, ông Du nhá là ba. Thế ông Tư là bốn, ông Phụng là năm. Ông đi bộ đội từ chống Pháp chống Mỹ là họ nhà mình nhá, ông Thành, ông Cảnh là hai này, ông Tư là ba này, ông Huệ là bốn này, ông Tính là cụ Đoàn Hiệp là năm này, ông Du là sáu, ông Quất vợ ông Quất là bảy, ông Sim là tám, hai vợ chồng Sim. Hai người ông Quất là cơ khí quốc phòng cũng là bộ đội. Thì ông Tý cô vẫn tất cả bộ đội
trong Pháp, trong Mỹ ở cái họ là mình như là bây giờ trừ ông Bi đi thì còn khoảng đấy. Còn đi đông họ là mình họ nhỏ nhưng mà tham gia là... ông à, gọi ông Tính nhá, ông Tính là ông Luật nhá, ông Tính hai nhà ông Tính, Tính Ngọng với cụ Đoàn Hiệp là ông đi một hồi nhưng ông mất tích, ông Ngọng thì ông Tít là cũng con cụ Đoàn Hiệp nhưng đi bộ đội cùng ở dưới cùng ông Sim không, nhưng giờ ông đủ tên là ông Luật. Toàn đi bộ đội đông mà ông khủng cũng là chiến sĩ đi đua ở Trung Hoa Nai, một mình cấp khẩu Trung Liên bắn hắc. Chúng tôi nằm phơi rơm, tôi bốc rơm xong ấy chống lấy mấy cái que chống nó nổi lên xong chui à. Chui là nằm trong xong rút xuống, rút cái que xuống cho dơ mà đắp mình ấm, mẹ khổ thế. Cấp 1, cấp 2 thì học tốt. Có những năm là phải ở lại xây dựng phong trào, chứ không không cần lên nữa. Không cần lên nữa, xây dựng phong trào. Thế nhưng mà sau đến cái thời kỳ cấp 2 đi thì tôi cũng học hàng. Thì cũng sau đó năm 65 là tôi đáng nhẽ là cái đợt mà xin nhà mình đi học thiếu sinh quân ấy, là tôi cũng định gửi tôi đi luôn cái đợt đó, nhưng mà sợ vì mình cái tuổi ở trên nó là mình ít quá vẫn không nhận. Thế sau này là năm 65 là tôi sang học ở Trung Quốc về học ô tô. Thì cái quá trình sang đấy thực ra mà nói thì mình cũng không thích đi, nhưng mà lúc đó là ở nhà là các cũng bảo là thôi lúc mới đầu là không phải học ô tô mà nó cho đi học tàu hỏa hỏa xa, thế dù mà đi xa đến đấy thì nó lại bắt lên sang ô tô. Nếu như cái năm tôi nghỉ sinh hoạt đảng là lúc đó là 6 là 25 năm của đảng, nhưng mà kết nạp đảng là đi trên đường. Trên đường là đi là kết nạp đảng. Nếu như mà tôi còn mình tham gia được tiếp thì đến năm nay là cũng 50 năm của đảng rồi. Thế nhưng mà vì cái quá trình mình không đủ điều kiện để tham gia, để về nhà còn hoạt động còn phục vụ lãnh đạo thì cuối cùng cái động cơ ra đây được phải chấp nhận là chấp nhận. Hai vị lãnh đạo quát quá thì quên sinh hoạt thì phải chấp nhận. Thế thì là cho đến bây giờ thì cái quá trình hoạt động kháng chiến thì thực nói tôi cũng tham gia rất nhiều, từ cái lúc còn 20 tuổi đã bắt đầu rồi vào 18 là bắt đầu đi sang Trung Quốc. Thì cái thời kỳ này thì cũng ấy thì nhưng mà cũng bị thương, nhưng mà có được có 18% nữa trong cái quá trình xây lái ô tô trong đó thì chưa được công nhận như Bắc Vinh. Bắc Vinh phải nói là thương binh độc nhất ở châu họ đấy. Còn cái nhớ cái gì về các cụ nữa thì là về cái truyền thống cách mạng thì nó cũng không có dòng họ nào có truyền thống cách mạng mà cao hơn cả dòng họ nhà mình, tuyệt vời hơn nhà mình. Từ thời tôi xin được trích lại từ thời năm 45, từ thời cụ Tháp, cụ Ba, cụ Đãng, cụ Cả, các cụ đã đào vừa du kích rồi. Con cụ, con cháu các cụ, tức là bề trên của chúng ta, như là ông cụ Tùng, như nhà cụ Tháp chẳng hạn, bốn người con trai, trong đó có ba người tham gia kháng chiến chống Pháp, trong đó có một liệt sĩ là cụ Cảnh. Đến trở lại như nhà cụ Đãng có năm ông con trai thì đều tham gia cách mạng hết. Thì có bốn ông là bộ đội, như ông Thị đây thì cũng là du kích, cũng là rất là kháng chiến ác liệt rồi. Ngược lại bên nhà cụ Cảnh thế có ba hai người con thì cũng có một người, một như là chú Tý là tham gia kháng chiến là liệt sĩ. Ngược lại nữa phía bên nhà ông Cánh, nhà ông Bộ, tức là nhà ông Huệ, thì ông Huệ bản thân ông Huệ cũng là tham gia du kích ở trong kháng chiến
bên đằng kia nữa thì nhờ ông Luật Phương Tĩnh cũng hai ông để tham gia bộ đội cả. Ngoài ra nữa thì bây giờ đến về sau này nữa là tham gia kháng chiến chống Mỹ, như về sau này tham gia chống Mỹ là như bác Lũy rồi bác Vinh rồi ông Bình cũng biết là nói chung là con cháu các cụ là cũng là tham gia cái vấn đề đủ, trong đó cũng như bác Vinh này đã được công nhận là thương binh rồi. Thế là sau nữa thời kháng chiến chống Mỹ nữa là về sau thời chiến tranh về sau chống cầu cũng tiếc là trong dòng họ những vấn đề hầu như các bác các anh đây cũng là tham gia kháng chiến tham gia trải quân đội rất nhiều, hầu như gần hết. Tôi chắc là nhà tôi thì cũng có một số nhưng mà tôi cũng biết là như thời chúng tôi chẳng hạn như tôi với anh Xuân ấy, thì anh Xuân học xong cái là anh đã vào quân đội rồi, bản thân tôi thì cũng tham gia là công tác ở bên ngoài thôi. Người lượt trích đại qua đấy thì chúng ta thấy là cái dòng họ này mình cái truyền thống cách mạng nghĩ là rất là oanh liệt. Liệt sĩ chống Pháp có ông Cảnh, liệt sĩ chống Mỹ có ông Tý, có bà Út, thế còn thương binh thì có bác Vinh đấy. Còn về thế các cháu bây giờ cũng rất tự hào, phải nói là thế các cháu bây giờ cũng rất là trưởng thành. Trong gia đình nhà mình là cũng có những thạc sĩ là như trong dòng họ như có chú Nam thôi, chú là giảng viên trường đại học cũng là tiến sĩ rồi, cái thạc sĩ cũng có một vài người, cái doanh nghiệp trẻ như cháu Thắng trước đây là chúng ta dòng họ thì mình cũng rất là tự hào là chúng ta khả úy, phải nói là đời sau cũng bắt được có khả năng hơn là đời trước dần, như thế là tốt. Chú thử xem cái lực lượng mà tốt nghiệp đại học trở lên thì họ ta là được bao nhiêu vậy? Không phải tổng hợp nhưng bây giờ làm sao? Thì cháu cứ đến thử xem đi thì không biết đi. Đếm trên đường tay Trần Quang là có 2, Trần Quang là 1. Tốt nghiệp đại học rồi. Tốt nghiệp đại học rồi. Quang là 1. Thế nhà tôi đều cũng đi qua cháu Ninh, bây giờ nó cũng tốt nghiệp đại học mà nó cũng học cao học về kiến trung. Còn nhà trung học 1. Bác Cường là chưa tốt nghiệp. Mấy câu đó. Em Sức 1, anh đi học này. 3 thạc sĩ rồi. Cánh ông Quất ông ngoài nào cũng bằng thạc sĩ. Cái Hà Phương nhà quyền bây giờ mới được học đại học. Phương nó cũng học cái nhưng mà cũng thạc sĩ đấy. Trên đấy có một cái cháu Phương thôi. Một đứa thạc sĩ. Thế là đây có đứa này con Hùng. Đại học là 4 thạc sĩ. Đại học thì hầu như nhiều rồi. Vũ là 5. Học thì bây giờ con nhà Phương, con nhà Bình những đại học như thằng Hùng thì cả trên cả đại học nhé. Thế rồi đấy trẻ. Coi như là. Nói chung là khảo ý là em nói là thế hệ sau bao giờ hơn thế trước là được. Dòng họ nhà mình mà phát huy thì được. Ai nói là phải nói là cái nữa là phải dòng họ nhà mình thực hiện là cũng là thực hiện không phải nhỏ, thế nhưng các cụ là đi định cư ở nhiều nơi cũng phân tán, thế nhưng mà với việc mà xây dựng cái nhà thờ này em nghĩ là đây cũng là một cái thân rất lớn rồi, đúng không? Dù rằng số đinh số nhất của chúng ta cũng vừa phải đây là một họ nhưng không phải to lắm trong cái làng địa này, thế nhưng xây dựng quyết tâm rất là lớn xây lên cái ngôi nhà thờ họ nó cũng thuộc diện như các ông nói là nhất nhì hàng xã thì không nói nữa, nhưng mà chắc chắn là trong làng thì chắc là nhất làng, đúng không? Còn xã thì chắc là cũng phải nhất nhì đấy ông bảo là nhất nhì hàng xã mà so đi so lại mà anh em mình nó đi nhìn thì phải nói là hàng huyện mình nhìn cũng là cũng được thì không lỗi. Chứ không được là gỗ thôi nhưng cũng nguy nga đồng đấy như thế rồi mà quyết tâm như thế là con cháu rồi này đóng góp tiền công sức của biết là vào để xây dựng rồi đấy cũng là niềm tự hào, đấy là nguyên nhân chính nhiều. Thôi thì vừa rồi cụ đã kể lại một số các cái việc mà trong dòng họ các cụ cha ông cho đến bây giờ chúng ta thì cũng đã là rất tốt, mà đến các cháu về sau thì là cứ càng ngày về sau thì là càng có tiến bộ, không? Thế thì hôm nay thì cũng sơ lược thế này thôi, thì cũng thay mặt trong họ là kêu gọi toàn thể các cụ các ông các bà rồi các cháu sẽ thực sự là thương yêu đoàn kết trong họ là giúp đỡ lẫn nhau để mà phát huy cái truyền thống, kể cả về thành tích tham gia kháng chiến rồi thì là lao động sản xuất rồi là đoàn kết xây dựng địa phương, tức là cái trong dòng họ của mình là luôn luôn là làm cái phần này, thì cũng kêu gọi nhất là cái các cháu thanh niên ở đây là làm sao về sau này ngang
là càng có tiến bộ. Các cháu thì là học tập rồi là càng ngày càng có tiến bộ, khả úy là tiến bộ hơn cha ông thời xưa. Cho nên là kêu gọi các cháu là tiếp tục duy trì cái hoạt động của mình, rồi là làm sao tu dưỡng rèn luyện xây dựng để phát huy cái truyền thống của dòng họ sau cho nó tốt, để cố gắng làm cái phần đó. Thế còn các bác thì với lại các cụ đây thì là mong muốn là càng ở lâu được thì càng tốt, nhưng mà chắc rồi đến cái lúc quy luật cuộc sống là ra đi thì cái đó là cái quy luật, thì là cũng sẽ vẫn vui vẻ phấn khởi thôi chứ không có. Giờ này là từ các cụ cổ đến bây giờ đứng trung bình, không ai bắt nạt được mình mà mình không bắt nạt ai, hiểu nhau như hết. Thế không để tức là người nào bắt nạt nổi, thế mà làm sao giữ gìn lấy cái đạo đức đấy, truyền thống của cha ông nhà mình từ thượng cổ đến giờ đấy, là sống một cách bình thường giản dị nhưng mà tức là đứng mực trung thành, không có lôi thôi cả, mà hai là giữ cái đạo đức cường bảo thành công lên gia đình nhà mình, tất cả cái sắc tinh lên nhé nè. Và tất cả mong các anh các chị các bác các anh các cháu giữ làm sao cố gắng là được với gia đình nhà mình, là như nhà tôi là ba bố con đấy, được cái tuổi 90 là các bác này là hiếm có. Trong xã này chưa nhà nào được, mà tôi không phải là tự hào, nhưng đấy là do cái đạo đức của dòng họ tiên tổ nhà mình từ xưa này. Phúc ấm của tổ tiên để lại. Cái mức là cố gắng là cả họ mình từ thượng cổ này có ba bố con tôi là được 90 đấy, trở lên. Thế còn cả cái xã này chưa nhà nào được. Đây trong cái quân sư trên kia. Từ hồi còn cụ bà, cụ bà là cụ kể lại là cụ kêu cái gì? Cụ bà, cụ bà sinh ra tôi đấy. Là cụ cũng là một trong những người mà cũng đã được biết rất là kỹ càng về cái sự tích cụ tổ cô. Cụ này thì là theo như mình trong cái sách thì cũng là hàng là anh em với lại cụ Tháp, cụ Đãn, cụ Khải hết đấy. Thế thì là có hai cụ, nhưng mà là một cụ là cụ Thượng, một cụ là cụ Cưỡi. Hai cụ này thì trong sách không ghi là cụ nào là cụ chị, cái cụ nào là cụ em, mà hỏi cụ thị thì cụ thị cũng không biết là cụ nào là cụ chị, cụ nào là cụ em. Thế thì ra thì nhớ. Các bà chết trẻ, các cụ chết trẻ quá. Thế thì còn gì mà ông nhớ? Ông chỉ ở lớp và tụi bà Tùng biết được, cái còn cụ thị cũng biết được. Tôi còn bé. Và đây thì cũng mới kể lại, đây là cái sự việc nó có thật, mà là nằm trong cụ Thượng. Cụ Nguyễn Thị Thượng, cụ mất mùng 9 tháng 4. Đấy là từ giờ thì mình vẫn cúng là cúng vào ngày mùng 9 tháng 4. Thế còn Cưỡi thì mất mùng 9 tháng 3. Cụ Thượng là mùng 9 tháng 5. Thì ông Cảnh là liệt sĩ thì là chết mùng 9 tháng 4. Rồi có 3 cái sự kiện nó liền vào 3 cái ngày mùng 9. Tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Thượng là tháng 5. Có phải là cũng tháng 4? Không, cũng, mỗi người là đều cũng riêng. Thế nhưng mà thế còn cái sự tích của cụ Thượng ấy thì là nó có cái ly kỳ, mà đây là một cái câu chuyện nó có thật. Mà các cụ bà sinh ra tôi cũng kể lại cũng là coi như là khi mà cụ mất thì cái thầy và cụ còn rất là trẻ, nó chỉ khoảng độ kỳ đáo 12-13 tuổi. Mà cô nằm miếu 12-13 tuổi thôi. Thế sao nó còn mãi cái miếu đó thì chính đấy, khu vực đấy là nó gọi là cái nhà Đông hồi xưa đúng không? Nhà Đông. Thì cái vị trí cái nền miếu bây giờ vẫn còn đấy, và nó đằng sau cái cây sung ở trước cái sân bóng của mình đấy, cái nền gạch vẫn còn.
Thế thì cũng có người bảo là mình nên xây lại, nhưng mà mình đây thực chất không phải là cái miếu bà cô, mà nó là trước là cái nhà đông của làng. Thế nhưng mà sau có cái sự tích nó gắn liền với đấy, cho nên là từ đấy đi người ta mới gọi là miếu bà cô. Bà cô. Ừ. Thế thì cụ ở nhà là mất cái thời gian trẻ như thế thì là hồi xưa là mình không có mua quan tài gì cả, nhưng mà toàn đóng bằng cái bán ghép ở nhà đấy. Thì trời rất là nắng, tháng năm đó là nắng đó. Thì là mới ghép quan tài để sống này, cái người ngoài kia thì đào huyệt được cái sân bóng bây giờ đấy. Hồi xưa là cái ruộng của ông cụ, ông quản ngọ. Ông quản ngọ mà nó cạnh cái đầm yếu ấy. Thì là đào huyệt thì là trời vẫn nắng, rất nắng. Thế nhưng ở nhà sau khi mà ở nhà ghép xong thì quan tài đặt cụ ở đấy xong đưa ra khiêng ra trời cũng nắng, nhưng bắt đầu đặt xuống huyệt thì trời mưa rất to. Trời mưa rất to thì ngay cạnh đấy trước cửa cái nhà đông đấy là có một cây đa, một cây thiều biêu, nhưng mà không có sấm sét gì cả. Thì cái cây đa đấy trong lúc mưa rất to thì cây đa lại bốc cháy đùng đùng, cháy thành lửa bốc lên cháy. Cây đa tươi chứ không phải là cây đa khô đấy. Thì nó có cái sự tích như thế. Thế sau khi mà lập tức xong rồi, hoàn thành rồi thì trời tạnh. Thì nó có cái sự tích thế thì mình thấy rằng đây là một câu chuyện nó có thật. Thế nhưng mà nghe thì có vẻ là ly kỳ, có tính chất thần thoại. Thế nhưng mà đây là đấy thì nó là cái sự, cái cụ đó là cụ của cô. Và sau này thì tôi nói thật với chú Dân với ông đây là cái cháu Ninh ấy, là bây giờ nó có con ở đấy, là lúc đó là đi lâu nó không lấy chồng các thứ, là đi cắt đường duyên 3-4 nơi cũng chẳng được. Đi xuống Hưng Yên này, xuống một cái ông gì cái đèn ở trong thị xã Hưng Yên này, rồi ở cái xã thì đấy làm dưới Hưng Yên 2 lần. Một lần lên trên đắp cầu của, thế là đã là thứ 3. Thế xong rồi hôm đó là cái bạn ấy Ninh nó cũng làm mang người đấy, nó bây giờ nó lấy chồng ở chỗ Châu Quỳ ấy, thì là có một cái thằng cháu nó là bạn với chồng với con bạn của nó. Cái thằng này thì nó cũng không biết nó căn cung như thế nào ấy, nhưng mà nó đi theo một cái ông thầy tàu, nhưng mình gọi là nó đi làm chấp táp cho ông ấy, đi kiểu như đi sách khăn gói đi phụ cho cái ông thầy tàu cùng. Thế thì cái bạn Ninh nó gọi xuống để xem, để nghe, nó bảo hay lắm. Xuống thế là xuống nơi là cái thằng ấy nó chỉ mặt Ninh, nó nói luôn, nó bảo chị đi thì cầu khấn các nơi làm gì, mà nhà chị có bà cụ tổ cô thiêng như thế mà chị không cầu, chị đi cầu ở các nơi. Thế thì là tính Ninh thì cũng không biết tổ cô là cụ nào, thì nó mới điện vào đây điện cho bà Hân thì cũng không rõ. Thì bà hỏi tôi bảo đây cụ thì cái hồi đó là mình nói thật là mình chưa có nhớ được cái tên, cứ nghe tụi bà đấy cụ kể thì nghe rồi đấy, nhưng mà không nhớ được. Nhưng sau mình hệ thống lại thì đấy là nó cái sự tích là gắn liền với lại cụ Thượng. Cụ Thượng cũng mất ở đấy, thì cái đúng là cái sự tích ly kỳ đến như đến bây giờ thì cái ruộng ở đấy thì ấy. Nhưng giờ có nhiều người bảo là phải tìm được cái mộ, nhưng mà cái hồi xưa các cụ ghép bằng cái ván ghép ở nhà nhá, quan tài nó trên 100 năm rồi, 100 năm không mấy, nhưng mà thì bây giờ hồi xưa nó nước lũ chỗ đấy vỡ đê chỗ đấy không cái vỡ nó có cái có cái nó có cái đầm miếu rồi, có đầm miếu nhưng mà nó có gần đấy, nó sẽ bồi đắp. Nhưng bây giờ thì bây giờ sâu cây chè thì bây giờ mà có đền cũng khó, đúng không?
mà có tìm đến thì cái quan tài của chị nó cũng mục hết. Vì cái nền miếu đến lúc mà cháu nhớ là hồi xưa năm bảy mấy còn bị phá thì bộ đội thì phá. Thế thì mọi người mới nói rằng là hay là đi có cái ông bay về ông đâu bảo là ông đi xem được đêm ban ngày ông đến thì làm lễ 9 giờ đêm ông ra và ông nhìn thấy các cụ ở bên dưới. Thế thì nhưng mà tôi bảo thôi cái đó ngoại cảm thì thôi, nhưng mà bây giờ quả thật bây giờ ông bảo ông nhìn thấy ở giữa bối thì bây giờ ông nhìn thấy mà không làm thì không giả mà làm nhưng mà bây giờ nó ở giữa cái đê bối chẳng hạn chứ ai làm được thì bây giờ mình chịu làm sao được. Lòng người bởi nó tìm về thấy chỗ ý chỗ nọ ra là lào thấy chỗ nó buồn cái này bà thế cho nên tôi bảo thôi bây giờ cứ trung thành là thôi cứ như thế mình cứ nhớ đến thắp hương thế mình nhiên mình kể lại cái sự tích này đây là một câu chuyện có thật để cho con cháu sau mình nó đó đây cũng có cụ anh đây thì cũng nhưng mà cụ bà tôi là cụ kể là cụ quan phải đi theo các thứ ra để tận các cụ khiêng ra thì bà cũng đi theo ra đấy đặt xuống đấy luôn sự tích cây cháy là cụ đều chứng kiến cả thế thì đúng là cụ nhà mình ứng ra thì phải nói là rất thiêng thế thì kể lại để sau này cho nhưng không biết bây giờ là các cụ mất là bao tuổi biết không ba cháu bảo là cụ chỉ độ khoảng 12-13 tuổi thế nhưng hai còn nhỏ thế nhưng mà quả thật là cụ nghe kể thế thôi chứ mình biết là đâu cả ghê cỡ thật thì chị của xa hề là em của xa thì cũng rõ trong sách thì cũng không ghi rõ như thế là chị của xã không phải gì không, chắc, thì bên đây bà là bà Thành còn biết thì mười mấy tuổi thì bà Thành còn biết mà thì cụ bà thì năm nay cụ quản cũng trăm tuổi trăm thì cụ bà bằng tuổi cụ Tùng gì không bà hơn cụ ba tuổi thì chín bảy cụ Tùng chín bảy thì nếu mà có thì trăm thì cụ ba phải trăm cụ ba bằng tuổi bà chắc đã khá như thế thì em nghĩ là thế cũng phải chỉ là xã có lẽ là cũng cụ Tùng thì chắc có bà nhớ chắc trẻ thì bà biết thì chắc chỉ có nhưng mà Tùng mới giờ cũng còn nhỏ chưa còn nhỏ cũng nhưng mà cũng sao vậy tuổi chắc chết trẻ thế thì chắc thế thì bà chỉ có là em út trong họ nhé sao thế cụ xã mà bà để ông Tùng mà bà Tùng đâu bà Thành về đây rồi mà bà còn biết thì Tùng đấy Tùng là mới có 13 tuổi thì phải có phải lấy rồi thì có phải bà kia mà chết lúc 12 tuổi thì bà biết thì có phải là em cụ xã không nhưng mà lúc đó nhà thì đấy em đừng nói chuyện về tuổi đó là... đấy thì tôi cũng muốn trên là thế bây giờ cũng là ngang hàng rồi ngang vai mình cũng muốn là kể lại thế để sau này nghe thì đúng nó cũng ly kỳ thật thế nhưng mà để lại cho các cái về sau cho nó nghe lại hôm trước thì các cháu nó đề nghị nó bảo ông phải kể lại để sau này thì biết. Cho mọi người biết thì ông vẫn nghe nói là sau khi mà chôn xong ấy xong rồi là có cây lan cháy này cháy từ ngoài đầu cành dính vào bên nó nếu như xét mà có sấm sét thì không biết tạo như nào nhưng mà tôi nói như ngày tôi lên đến mộ chân về mưa to như thế thắp ba đến nhà mà như thế là coi không tắt mà cháy thế qua lại nhưng mà đúng chỗ đúng cắm ông chân thì nó khác với ông chân rồi nhà ngoại nhà là xong rồi chôn người ta có dấu rồi đúng không. Không, cái dấu thì không có dấu, cái lúc đó... Không, kể lại cho ông thì ông biết rằng là đúng rồi. Đúng thế thôi, nhưng mà... Nó còn cái mà... Nó cũng sẵn tích, cũng ly kỳ lắm. Đào thì nắng như thế, nhưng mà khi mà bốc lên trong ấy, mưa to lắm. Mưa to kinh khủng mà thắp ba đến nhau mà sao thì không tắt, mà cứ bớt cháy. Thế mới hay... Quả trứng sống ông cắm cái bụt một cái bụt lên đây mà không rơi mà có chụp ảnh như... Ảnh có ảnh thôi. Cái đũa mà cắm quả để quả trứng thì em nghe được cả đũa. Đi bốc mộ cho ông ấy thì xuống biển. Anh người đi mong